Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với một đối tượng để xử lý nghiêm về hành vi tung tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ chính quyền và nhân dân vô căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tác động xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ chiều ngày 19 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức và kèm bình luận bức xúc vì cách thức chống dịch COVID-19, người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định đối tượng Phan Hữu Điệp Anh, sinh năm 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, có hành vi đăng tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bước đầu, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận sử dụng hình ảnh lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.